Xin chào tất cả các bạn. Nghệ thuật bonsai thực sự được du nhập vào châu Âu vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và có lẽ nó cũng hợp với cái tính cách yêu nghệ thuật và gần gũi với thiên nhiên của người châu Âu nên được duy trì và phát triển rộng khắp đến bây giờ. Tuy nhiên thì cái phong cách bonsai của họ lại chịu ảnh hưởng lớn từ Nhật Bản. Ngay cả hiện tại, cái phong cách bonsai của họ cũng có cái hơi hướng Nhật Bản ở trong đó. Tôi thấy là tại Nhật Bản hiện tại, những cái nhà vườn lớn của những cái nghệ nhân bậc thầy bonsai ấy, có rất nhiều những cái học viên của nước ngoài theo học, phần lớn là ở châu Âu. Và họ đều là những người trẻ. Chính họ sẽ là những cái nghệ nhân tương lai, chủ nhân tương lai của những cái khu vườn mới tại đất nước của mình khi họ trở về. Đương nhiên với cái sự khác biệt về thổ nhưỡng, thời tiết và các cái chủng loài cây cho nên là cái phong cách bonsai châu Âu nó sẽ được đa dạng hóa hơn nhiều. Đặc biệt là nó theo cái còn theo cái văn hóa của người phương Tây nữa. Mời các bạn cùng tôi tham quan một cái khu vườn bonsai tại Pháp để tham khảo những cái tác phẩm bonsai tuyệt đẹp của xứ này, xem nó có cái gì khác biệt không nhé. Thank you.